Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất, với phương châm là tìm kiếm những shop bán hàng uy tín với chất lượng sản phẩm tốt và giá cả hợp lý để gửi thông tin đến cho các bạn. Mình xin chia sẻ sản phẩm máy rửa xe mini hay máy rửa xe cao áp mang nhãn hiệu là Yamaha, có áp chống giật, chống cháy luôn. Đây là một sản phẩm vô cùng tiện ích. Các bạn có thể mua sản phẩm này về để chúng ta rửa xe nè, chúng ta rửa máy lạnh. Với cái vòi cao áp có thể làm sạch những cái bụi bẩn bám bên trong những cái ngóc ngách xe máy hoặc là trong chiếc máy lạnh. Thì sản phẩm đang được bán trên một shop yêu thích trên Shopee, với 9.000 sản phẩm đã bán rồi và giá đang giảm gần 30%, 1.490.000 cho một cái máy rửa xe mini như thế này. Đây là một chiếc máy rửa xe mà được khách hàng đánh giá rất là tốt, có công suất là 2.800W, có áp chống giật, động cơ từ cảm ứng và không gây ra tiếng ồn. Các bạn có thể tham khảo dòng sản phẩm này nếu có nhu cầu nha. Đường link sản phẩm mình đã đặt sẵn bên dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Mình sẽ xem qua một số đánh giá của khách hàng nha. Hàng giao nhanh, chất lượng, máy dùng khỏe, suýt bắn đứt tay, vừa nhận hàng xử lý luôn chục con điều hòa. Đây là video thực tế nè các bạn. Đó, và đây là hình ảnh thực tế nha. Do chiếc máy này nó có cái áp suất nên là các bạn sử dụng phải cẩn thận nha. Cái lực của nó bắn nước ra rất là mạnh để làm sạch những cái bụi bẩn á. Máy đẹp, bọc cẩn thận, test thử, rửa xe tốt, áp lực ngon lành. Đây là hình ảnh nha các bạn. Đây là video thực tế khi khách hàng sử dụng nè các bạn. Đó, khách hàng mua về để rửa xe nè. Và đây là cái vòi xịt rất là xa luôn ha. Tia xịt rất là mạnh nè. Nói chung thì đây là một chiếc máy rửa xe mini mà mình nghĩ rằng là nó rất là tiện ích. Đây là một sản phẩm được bán trên một shop uy tín, được khách hàng đánh giá rất tốt, nên các bạn an tâm đặt hàng nha. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.